Avril Lavigne, công chúa học đường Canada và sự trở lại sau tin đồn đã chết. Avril Lavigne được coi là công chúa học đường bởi những bài hát sôi động và phong cách tinh nghịch thu hút giới trẻ suốt hơn 10 năm qua. Tài năng nở sớm, thành công ngay từ album đầu tiên, Avril Lavigne gặt hái được nhiều thành quả trong sự nghiệp âm nhạc của mình khi oanh tạc nhiều bảng xếp hạng từ châu Âu đến châu Á. Mặc dù vậy, nữ ca sĩ người Canada cũng gặp không ít trắc trở khi đã hai lần ly dị và đặc biệt là dính phải tin đồn chết trẻ khi đang ở ẩn để điều trị căn bệnh quái ác. Khởi đầu hoàn hảo với Let Go. Avril Ramona Lavigne sinh ngày 27 tháng 9 năm 1984 tại Bellevue, Canada, thường được biết đến với tên gọi là Avril Lavigne. Mẹ của Avril là người đầu tiên phát hiện ra tài năng của cô. Năm 2 tuổi, cô đã bắt đầu hát cùng với mẹ trong những bản nhạc thánh ca ở nhà thờ. Năm lên 5 tuổi, gia đình cô đã chuyển đến Napanee, một thị trấn nhỏ ở tiểu bang Ontario. Năm 1998, Avril giành chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm ca sĩ khi hát cùng nữ ca sĩ Shania Twain trong tour diễn của Twain ở Canada. Avril xuất hiện trên sân khấu và chiếm được cảm tình của khán giả, đồng thời lọt vào mắt của nhà quản lý chuyên nghiệp ông Cliff Fabry, người quản lý đầu tiên của cô. Sau khi nhận ra khả năng ca hát của Avril, hãng Arista A&R đã bắt tay với nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ Kurt Fresker và Sabel Breer nhằm giúp giọng ca của cô tỏa sáng hơn nữa. Album đầu tay Let Go ra đời đánh dấu một cột mốc thành công trong sự nghiệp của Avril. Let Go xuất hiện ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard 200, vị trí quán quân trên bảng xếp hạng album ở Úc, Canada và Vương quốc Anh. Ở tuổi 17, Avril trở thành nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất có album đứng đầu trên bảng xếp hạng album ở Vương quốc Anh tính vào thời điểm đó. Let Go là một album pop rock, trong đó có những ca khúc mang âm hưởng của alternative rock. Sau 6 tháng thì Let Go đã được Hiệp hội Ghi âm Mỹ RIAA công nhận 4 đĩa bạch kim. Cuối năm 2002, với hơn 7,5 triệu album bán được, Avril trở thành nữ nghệ sĩ có album bán chạy nhất năm. Tính đến 2007, Let Go đã tiêu thụ được 16 triệu bản trên toàn thế giới. Thành công từ album đầu tay này đã mang lại cho Avril danh hiệu nữ nghệ sĩ trẻ tài năng nhất trong lễ trao giải MTV Video Music Awards năm 2002, cùng với 8 đề cử giải Grammy và danh hiệu nghệ sĩ pop rock xuất sắc của giải thưởng World Music Awards. Album này cũng lọt vào top 100 album bán chạy nhất mọi thời đại do website MediaTraffic.de thống kê. Thành công rực rỡ với loạt đĩa đơn. Năm 2002, khi mà những nàng công chúa teen pop với phong cách yểu điệu và những bản nhạc tình yếu đuối bắt đầu gây nhàm chán, thì Avril Lavigne đã xuất hiện như một làn gió mới cùng đĩa đơn đầu tay Complicated với phong cách nghịch ngợm, cá tính, giọng ca trẻ để lại ấn tượng mạnh mẽ với đông đảo người yêu nhạc trên khắp thế giới. Complicated là mưa làm gió suốt cả mùa hè năm ấy và đưa Avril trở thành một trong những cái tên hot nhất của làng nhạc quốc tế lúc bấy giờ. Cũng trong mùa hè năm 2002, Avril tiếp tục tung ra đĩa đơn thứ hai, Skater Boy, với phong cách còn nổi loạn hơn cả Complicated. Trong phong cách thời trang quần ngố áo thun kết hợp với cà vạt, cô nàng đã trở thành trào lưu trong giới trẻ. Giai điệu âm nhạc cuốn hút, pha giữa pop punk và power pop của Skater Boy cộng với một MV đúng chất học đường đã giúp cho cái tên Avril Lavigne chính thức trở thành thần tượng mới của giới trẻ. Tới đĩa đơn thứ 3 I'm With You, Avril gây bất ngờ khi trở nên dịu dàng và nữ tính hơn. Bài hát là lời tâm sự của một cô gái trẻ khi cô đơn với trái tim tan vỡ. I'm With You tạo nên một cơn sốt lớn khi đánh trúng vào tâm lý của giới trẻ và trở thành một trong những bài hát được yêu cầu nhiều nhất trên sóng radio. Đây cũng là đĩa đơn đem tới cho Avril hai đề cử Grammy năm 2004 dành cho bài hát của năm và nữ ca sĩ nhạc pop xuất sắc. Đến nay, I'm With You vẫn được coi là một trong những bài hát thành công nhất của Avril. Ngay sau đó, My Happy Ending trở thành đĩa đơn nổi bật nhất trong album thứ hai có tên là Under My Skin của Avril, phát hành năm 2004. Tiếp tục hấp dẫn giới trẻ bằng phong cách nổi loạn cùng thể loại âm nhạc alternative rock mạnh mẽ, Avril ghi điểm bởi cô luôn hát những gì đúng với tâm trạng của tuổi trẻ, từ những câu chuyện tình yêu thơ dại cho tới những vấn đề mà những ai ở lứa tuổi vị thành niên thường hay gặp phải. Là đĩa đơn cuối cùng từ album Under My Skin, He Wasn't tiếp tục là một bản tuyên ngôn mạnh mẽ của Avril về tình yêu tuổi trẻ. Bài hát kể về một mối quan hệ tình cảm không được suôn sẻ của một cô gái luôn bị người yêu đối xử tệ bạc. Tên của bài hát cũng mang ý nghĩa là anh ta không xứng đáng và khuyến khích các cô gái trẻ nên mạnh mẽ, chủ động trong tình yêu cũng như mọi mối quan hệ xung quanh cuộc sống của mình.
Sau đó vẫn mang phong cách pop punk nổi loạn quen thuộc. Girlfriend là đĩa đơn chủ đạo trong album thứ 3 mang tên The Best Damn Thing của Avril, phát hành năm 2007. MV của ca khúc được dàn dựng như một bộ phim ngắn mà trong đó Avril đã thể hiện khả năng diễn xuất khi hóa thân vào nhiều vai với nhiều hình ảnh khác biệt. Girlfriend ghi dấu ấn là MV đầu tiên có số lượt xem lên tới 100 triệu trên trang YouTube. Thất bại trong hôn nhân nhưng chưa từng hối tiếc. Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2018, Avril Lavigne nói cô không hối hận về cả hai cuộc hôn nhân của mình với Chad Kroeger và Derek Whipley. Avril Lavigne và Derek Whipley kết hôn vào năm 2009, ly hôn sau 3 năm chung sống. Vào tháng 7 năm 2013, cô tiếp tục dấn thân vào cuộc sống hôn nhân khi đến với Chad Kroeger. Tuy nhiên thì cuộc hôn nhân này ngắn ngủi hơn, cả hai chia tay vào tháng 9 năm 2015. Sau khi chia tay, Avril vẫn giữ quan hệ bạn bè tốt với cả hai người chồng cũ của mình. Avril Lavigne gặp Chad Kroeger lần đầu tiên khi người quản lý của cô đề nghị họ thu âm cùng với nhau. Cả hai sau đó đã nhanh chóng tiến tới tình yêu. Nhắc lại phản ứng ban đầu của mình trước đề xuất hợp tác với Chad, Avril đã nói với tạp chí Billboard, anh ấy có rất nhiều bài hát hit, anh ấy chơi guitar, điều này có thể nói là rất tuyệt. Chỉ một tháng sau tôi đã có chiếc nhẫn 14 carat trên ngón tay của mình. Sau hai lần đổ vỡ, Avril đã hoan hỷ thông báo tin vui rằng cô và tỷ phú Philip Sarofim đã hẹn hò được một năm. Tuy nhiên có vẻ như mối quan hệ của cặp đôi sau năm thứ hai hẹn hò đã không còn được tốt đẹp như trước. Theo nguồn tin của US Weekly Magazine, Avril và Philip đã quyết định đường ai nấy đi vào năm 2019. Một lần nữa người hâm mộ phải cảm thấy tiếc nuối cho con đường tình duyên lận đận của nữ ca sĩ này. Tiếp tục với những dự án âm nhạc đình đám. Hai năm sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên, Derek Whipley, Avril đã trở lại với album thứ tư Goodbye Lullaby cùng đĩa đơn chủ đạo What the Hell vào năm 2009. Dù đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống với một cuộc hôn nhân thất bại, công chúa học đường vẫn giữ được nét hồn nhiên, vô tư cùng phong cách nghịch ngợm như khi mới xuất hiện 7 năm về trước. What the Hell đưa Avril trở lại vị trí xứng đáng trong làng nhạc khi lọt vào top 10 của nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại Mỹ, châu Âu và châu Á. Đến năm 2013, giọng ca người Canada trở lại làng nhạc với album thứ 5 mang chính tên của cô. Đĩa đơn đầu tiên, Here's to Never Growing Up, giống như một lời khẳng định về sự trẻ trung mãnh liệt của Avril. Sau 10 năm hoạt động âm nhạc, cô vẫn là một công chúa học đường, với các bài hát trẻ trung và ngoại hình dường như chẳng thay đổi mấy so với thời mới bước chân vào làng nhạc. Sau đó, với đĩa đơn thứ 2, Rock and Roll, Avril Lavigne tiếp tục củng cố thương hiệu pop-punk cá tính riêng biệt không thể lẫn với các nghệ sĩ khác. Và trong MV của bài hát này, Avril đã tiếp tục phát huy tối đa sự nghịch ngợm cũng như các chiêu trò của mình và còn có cả một màn khóa môi đồng tính nữ rất là nóng bỏng. Những ai xem Avril từ thời Complicated và chuyển sang Rock and Roll sẽ dễ dàng nhận thấy nhan sắc trẻ mãi không già của nữ ca sĩ người Canada. Lớn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Ngoài những dự án lớn về âm nhạc thì Avril Lavigne cũng từng tham gia vào lĩnh vực điện ảnh. Năm 2006, cô được mời lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình Over the Hedge với cốt truyện được xây dựng từ một bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên. Trong phim này thì Avril đã có cơ hội tham gia làm việc với nhiều diễn viên nổi tiếng. Năm 2007, Avril tham gia diễn xuất trong bộ phim The Flock vào vai người bạn gái của một tên tội phạm. Và dự án điện ảnh thứ 3 của Avril là vai chính trong Fast Food Nation, bộ phim có kịch bản dựa trên một cuốn truyện yêu thích của cô. Chưa kể, Avril còn sáng tác và ghi âm Keep Holding On, bài hát được chọn làm nhạc nền cho bộ phim Aragorn. Ca khúc này cũng được phát hành dưới dạng đĩa đơn và xuất hiện trong album The Best Damn Thing. Ngoài ra, thì Avril còn xuất hiện trong phần giữa của bộ phim truyền hình dài tập Sabrina The Teenage Witch, một bộ phim rất được giới trẻ yêu thích. Trong phim này, thì Avril đã xuất hiện tổng cộng 149 lần và trình diễn ca khúc Skater Boy cùng với các thành viên trong ban nhạc của mình. Trở lại mạnh mẽ sau tin đồn đã chết. Năm 2014, sức khỏe của Avril Lavigne bắt đầu bất ổn sau một chuyến lưu diễn và cô được chẩn đoán là mắc căn bệnh Lyme. Bệnh Lyme là chứng nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra, lây truyền sang người do vết cắn của loại ve ký sinh Exodes. Chứng bệnh này khiến cô mắc kẹt trên giường bệnh trong mấy năm với nhiều vấn đề như đau khớp, mệt mỏi, tim đập nhanh, tê liệt mặt và thậm chí là đãng trí. Có lẽ bởi vì như thế mà có tin đồn Avril Lavigne đã chết. Tin đồn gây hoang mang dư luận này được dấy lên vào năm 2017. Một tài khoản Twitter đã tiết lộ rằng họ có bằng chứng chứng minh Avril thực sự đã tự tử vào năm 2003 sau cái chết của ông nội cô.
Vì không muốn mất lợi nhuận từ tên tuổi nổi tiếng của nữ ca sĩ, nên người ta đã bí mật thuê một bản sao thế thân. Và người hiện tại đang hát chính là Melissa. Các blogger này cũng không ngừng đưa ra những hình ảnh và thông tin khá hợp lý, khiến ai cũng hoang mang và nghi ngờ. Tuy vậy, sau khoảng thời gian mai danh ẩn tích, Avril Lavigne đã trở lại với album mới mang tên Head Above Water vào ngày 15 tháng 2, 2019. Tên album cũng chính là tên của ca khúc mà giọng ca người Canada đã ra mắt vào tháng 9, 2018. Head Above Water là lời tự sự của nữ ca sĩ về thời gian chống chọi với bệnh tật. Ca khúc làm sóng dậy sự nghiệp âm nhạc của Avril Lavigne khi bất ngờ vượt lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Hot Christian Song của Billboard. Nói về ca khúc này, cô tiết lộ với tạp chí Billboard: "Tôi từng chấp nhận rằng mình đang chết dần. Có những khoảnh khắc tôi thấy mình như đang chìm dưới nước và chuẩn bị chết đuối. Tôi cố gắng ngoi lên để giành lấy chút không khí. Tên bài hát của tôi có ý nghĩa như thế." Album mới của nữ ca sĩ có sự kết hợp cùng với rapper Nicki Minaj trong ca khúc Dumb Blonde. Album được xem là sản phẩm có màu sắc tươi sáng nhất của cô từ trước cho đến nay. Avril tiết lộ cô hy vọng có thể truyền cảm hứng sống mạnh mẽ đến nhiều người qua âm nhạc của mình. "Âm nhạc đã chữa lành cho tôi. Từng có thời điểm tôi cho rằng mình sẽ không thể làm việc hay thậm chí là làm nhạc thêm một lần nào nữa. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu viết các bài hát ở phòng ngủ của mình." Trong nền âm nhạc mỗi lúc một phát triển và hiện đại, mỗi một ngày trôi qua các nghệ sĩ lại phải càng cố gắng chạy nhiều hơn để cho ra một sản phẩm chất lượng. Avril Lavigne không chỉ mạnh mẽ với chính mình, mà cô công chúa nhạc rock đã chứng minh rằng không gì là không thể nếu như bạn vẫn còn đam mê với âm nhạc. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.